Ta-da! Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Lần trước thì mình có chia sẻ với các bạn cái kiến thức và kinh nghiệm của mình khi mà mình vẽ tóc rồi. Thế nhưng mà hôm trước chỉ là sketch thôi, còn hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc là đổ bóng cho tóc này và tô khối cho tóc nữa. Không biết là cái clip lần trước các bạn đã xem chưa? Nếu như mà chưa thì mình sẽ để link ở ngay cái phần mô tả nhé. Còn nếu như mà các bạn đã xem rồi và nếu mà thấy cái kiến thức đó nó các bạn còn thắc mắc gì này, hoặc là mình ứng dụng nhưng mà mình thấy là ở nó có những cái vấn đề này vấn đề kia ấy, thì hãy để lại comment cho mình biết với nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về cái form principle một chút đã nhé. Thì đây là cái cách mà ánh sáng khi mà nó tương tác ở trên một cái khối thì nó sẽ tạo ra những cái thành phần như này. Giả sử như mình có một cái nguồn sáng nằm ở đây, nằm ở tít 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 trên cao này cơ, nhưng mà nằm ra ngoài khỏi cái khung tranh này cơ, và nó nằm phía trước cái vật thể. Nơi ánh sáng mà chiếu được vào cái vật thể này thì chúng ta sẽ có cái gọi là center line này, cái khu vực mà các bạn thấy nó sáng lên này này. Và những cái khu vực mà bắt đầu ánh sáng nó không chiếu tới thì nó sẽ có co-op shadow. Sau đó thì tùy thuộc vào chất liệu của chính cái khối này, ngoài ra là còn điều kiện ánh sáng của cái nguồn sáng này hoặc là điều kiện của cái môi trường xung quanh mà chúng ta sẽ có thể có thêm highlight hoặc là reflected light và một số những cái khu vực khác nữa. Nhưng mà trong cái bài hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào mấy yếu tố này thôi. Còn đâu thì mình sẽ dành một cái buổi khác để nói kỹ hơn về cái này nhé. Rồi, quay trở lại thì highlight nó là cái hình ảnh phản chiếu của cái nguồn sáng này lên trên chính cái vật thể này. Và reflected light là sẽ xảy ra khi mà mình có cái nguồn sáng này nó chiếu lên cái bề mặt, không phải là cái bề mặt của vật thể này mà là cái bề mặt của bên cạnh cái vật thể, và cái bề mặt này nó phản xạ lại cái ánh sáng. Chính cái ánh sáng này đập lên trên cái khối của chúng ta thì nó sẽ tạo thành reflected light. Đấy là lý do mà các bạn thấy là ở trong cái khối này ấy, cái đoạn phía dưới này nó sẽ hơi sáng lên một tí. Thì nếu như mà các bạn sẽ xem một số những cái tranh khác mà các bạn có thấy ở trong bóng tối mà nó hơi sáng lên này, nếu như mà không có một cái nguồn sáng phụ ở bên cạnh, ví dụ như là lửa hay là một vật gì đấy phát sáng ấy, thì rất là nhiều khả năng đấy là reflected light. Thường thì cho bây giờ thì mình sẽ ứng dụng cái kiến thức từ cái khối cầu ban nãy để mà vẽ qua một cái khối cầu với cái chất liệu là tóc cho các bạn hiểu hơn nha. Khi mà đầu tiên ý, thì mình sẽ cũng sẽ xác định từ cái tổng thể trước, đấy là xác định màu tóc này. Sau đó thì mình sẽ xác định cái đỉnh đầu, từ đây các lọn tóc sẽ rũ xuống. Và các lọn tóc này nó sẽ bám theo cái độ nổi của khối, y như là cái phần 1 mà mình hướng dẫn các bạn ý. Chia lọn tóc xong thì mình sẽ xác định cái hướng sáng của cái nguồn sáng. Giống như ở cái đoạn này là mình bắt đầu mình sketch xong rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu xác định đến cái hướng sáng của cái nguồn sáng này và tạo thành các cái thành phần như là highlight này, shadow, reflected light. Ở cái đoạn này thì các bạn cũng có thể add thêm cái màu sắc vào, ngoại trừ cái màu base của chính cái tóc đấy thì mình sẽ có thể add thêm vào, ví dụ như là cái reflected light đấy thì mình sẽ có màu nó hơi ngả tím một chút này. Ở những cái khu vực sáng hơn thì do cái nguồn sáng nó gắt hay là nguồn sáng nó có màu khác thì cái tóc của mình nó cũng sẽ hơi bị ảnh hưởng ở đoạn này nha. Bởi vì cái đặc tính của tóc ấy, nó là được kết hợp từ những cái sợi tóc nhỏ rồi hình thành ra những cái lọn nhỏ này, sau đó thì mới thành cái form lớn. Mặc dù khi mà mình bắt đầu vẽ thì mình sẽ vẽ từ tổng thể, thế nhưng mà khi mà mình phân tích thì nó là từ những cái yếu tố nhỏ nó tạo thành yếu tố lớn. Thế thì đấy là lý do mà cái khu vực mà tối này ấy, vẫn nhận được một số những cái gợn sáng, nhưng mà nó vẫn sẽ không thể nào sáng bằng cái khu vực mà center light hoặc là highlight được nhé. Thì cái yếu tố kế tiếp mà ảnh hưởng tới không nhỏ tới cái việc vẽ tóc chính là cách mà bạn xài brush cũng như là smooth tool. Thì mình cũng đã từng có một cái clip mà nói về cái cách sử dụng cái công cụ smooth tool sao cho nó hiệu quả ấy. Thì đồng thời mình cũng chia sẻ cái bộ smooth mà mình hay dùng ở đấy luôn. Thì nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể xem cái clip đó ha. Bình thường thì mình sẽ
dùng cái brush tròn này và có transfer, và sau đó đánh theo cái hướng của cái khối, hướng theo cái hướng form, giống như là cái phần 1 mà mình có giải thích cho các bạn đấy. Thì mình khi mà mình tô màu ấy thì mình cũng sẽ đánh đánh tay y hệt như thế. Thì các bạn thấy đấy, khi mà mình vẽ cái cách mà mình đánh như vậy thì những cái vệt cọ nó chồng lên nhau, nó cũng sẽ tạo ra được cho mình cái cảm giác là nó có những cái sợi tóc nhỏ nhỏ ở dưới. Thì ngoài ra sau đó thì mình sẽ, sau khi mà dùng bút xong rồi thì mình sẽ bắt đầu mình dùng smooth tool để làm cho nó mềm lại. Cái brush, à cái smooth tool mà mình hay sử dụng ở đây thì là cái direction blend. Sau khi mà mình blend xong rồi mình lại tiếp tục dùng brush để mà mình tỉa tiếp. Ngoài ra thì mình còn dùng thêm một số những cái loại cọ này. Có hai cái loại cọ mà mình sẽ sử dụng để mà vẽ một số những cái sợi tóc, nó chỉ để kiểu làm tóc nhấn 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 thôi. Thì mình sẽ vẽ một cái loại cọ này là cái cọ mà bạn thấy là nó có một bên sắc và một bên thì mềm. Loại cọ thứ hai thì là các bạn trong có thể kiếm ở trong cái bộ mà mình bộ brush mà mình đã từng chia sẻ ấy, cái loại cọ ngang, và khi mà mình kéo một cái vệt dài ấy, thì nó sẽ có cái texture kéo xuống, nó có thể tạo ra cái hiệu ứng rất là giống những cái sợi tóc nhỏ. Đến đoạn này thì mình cứ ngồi mình dùng brush với lại dùng smooth tool rồi ngồi tỉa tiếp thôi, cho nên là đoạn này mình sẽ tua nhanh ha. Nhưng mà như các bạn thấy đấy, đấy là cái tóc của mình thì nó đâu có chỉ đơn giản nó là một cái khối tròn đơn giản hay nó là một cái khối vuông đơn giản đâu. Thì thường nó sẽ là kết hợp giữa rất là nhiều những cái khối khác nhau, hoặc là những cái hình dáng khác nhau, hoặc là tóc nó bay tứ tung như là cái hình mình đang vẽ như này này. Thế thì để cho mà mình xác định nó dễ hơn thì mình sẽ vẽ hai cái khối tròn, một cái khối tròn và một cái khối vuông như thế này. Thì mình cũng sẽ xác định cái nguồn sáng trước, sau đó thì mình sẽ xác định là ở cái khối này, cái diện này khi mà nó hướng về hướng sáng, cái ánh sáng nó đang chiếu từ trên xuống như thế này thì cái diện ở phía trên thì nó sẽ sáng này, cái diện mà quay về hướng bên này thì nó sẽ tối này, và cái diện mà ở mé mé ngang này này thì nó sẽ không sáng bằng phía trên, nhưng mà nó sẽ hơi nó sẽ vẫn sẽ sáng hơn cái diện mà quay mặt về hướng bên này. Thì tương tự từ bên này mình sẽ suy ra là thế thì cái tóc của mình phía trên này giống như cái khối tròn thì phía trên này nó sẽ sáng này đúng không? Còn ở những cái đoạn mà tóc phía dưới này ấy thì nó sẽ giống như là cái khối hình hộp này, tức là cái bên nào mà mình thấy là diện của nó đang quay về hướng bên này. Cái này thì là mình chưa vẽ, mình vẽ sơ sơ thôi, nhưng mà ví dụ như cái này nó quay về khối bên này, cái này nó quay về khối bên này thì về cơ bản là đều sẽ tối cả. Thì những cái bên này này các bạn sẽ thấy là nó đang cái điểm mà mình đánh dấu x ở đây này. Khó nhìn ha. Đây, đánh dấu ở đây này thì nó sẽ tương đương với lại cái diện này. Đấy là lý do mà mình sẽ cố gắng vẽ cái hình, hai cái hình căn bản này trước, và mình từ đó thì mình sẽ xác định được cái hướng sáng của cái hình phức tạp hơn. Mình có làm ban đầu thì mình cũng đã sketch rồi. Sau đó thì mình sẽ test thử một vài cái hướng sáng khác nhau. Cái này thì ánh sáng nó đặt ở phía sau của vật thể, đặt ở phía sau và sau đó thì hướng tới, thành ra là nguyên cái khu vực đằng trước này, nguyên cái khu vực đằng trước này các bạn thấy là nó sẽ tối này,
và nó sẽ có cái phần rim light ở phía đằng sau này. Đấy là do cái nguồn sáng nó từ đằng sau chiếu tới và nó hắt vào. Sau khi mà làm sơ sơ hai cái thì mình quyết định là mình chọn cái hướng sáng từ phía sau chiếu tới. Thì đây là cái tấm final mà hôm trước ở cái clip mà về XP Pen đó thì các bạn cũng có được xem rồi. Về căn bản là cái những cái mà mình sketch ban đầu á, nó cái hướng sáng đấy nó không có thay đổi. Đây là những cái phần mà diện tối. Thì các bạn thấy là ở những cái phần mà nó đang quay hướng tương đương với cái cục này này, thì các bạn thấy nó đều ở diện tối cả này. Còn phía ánh sáng chiếu tới nó sẽ hình thành cái rim light. Khu vực này thì nó vẫn sẽ sáng tương đương với lại cái khu vực này. Cái này cũng thế này. Có thêm một số những cái trick mà các bạn có thể để ý khi mà mình vẽ tóc. Nghĩa là sau khi mà mình vẽ cái lọn to rồi thì mình có thể dùng những cái bút mà nhỏ nhỏ, có cái kích thước nhỏ. Sau đó thì mình sẽ gảy thêm những cái sợi này vào để cho nó có cái cảm giác là tóc của mình trông nó tự nhiên hơn này. Ngoài ra thì ở những cái khu vực nào mà tối như thế này á, các bạn để ý thấy là bên này cái tay của mình đã tối này. Và cái tóc này của mình nếu mà mình muốn đẩy nó xa xa hơn thì các bạn có thể dùng cái cọ mềm chấm vào cái màu của cái phần background ấy cho nó sáng lên hơn một tí. Và đẩy nó ra. Bằng cách này thì cái phần tóc của mình nó có sẽ có cái cảm giác có cái lớp hơn. Ngoài ra thì còn một cái nữa. Đấy là những cái khu vực mà các bạn thấy là mình vẽ sáng này ở bên trong này á. Mặc dù đây là cái hướng xoay tương đương với mặt tối như này, nhưng mà ban nãy mình có giải thích với các bạn rồi đấy, đấy là cái này nó vẫn sẽ nhận sáng. Thì có thể nhận cái nguồn sáng từ trên bầu trời hoặc là một cái nguồn sáng khác chiếu vào. Nhưng mà mình sẽ thấy là cái độ sáng của cái khu vực này nó sẽ không sáng bằng cái chính cái rim light ở cái phía sau này. Cái rim light này được coi như là cái nguồn sáng chính và nguồn sáng mạnh nhất. Thành ra là nó sẽ không, nó sẽ là sáng nhất này. Rồi các bạn cũng có thể để ý thêm một cái chuyện nữa, đấy là cái khu vực mà mình muốn tập trung vào cái phần gương mặt. Còn cái phần phía dưới này ấy, thì nó ở góc xa của tranh cho nên là mình sẽ vẽ ở phía trên này nó sáng hơn so với lại cái khu vực ở phía dưới này. Thì đấy là một số những cái tip mà các bạn có thể để ý khi mà mình vẽ tóc. Và bây giờ thì mình show ra cái quy trình lúc mà mình vẽ cái tóc của cái tấm này ha. Thank you.